Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Nay Nguyễn Khánh tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn cái dòng sản phẩm tấm nhựa ốp tường, ốp trần. Quý vị ạ, thì đây là dòng sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, quý vị nhé. Sản xuất tại Việt Nam. Thì cái tấm này nó có kích thước là chiều rộng là 40 cm, quý vị này. Chiều rộng 40. Độ dày của nó là 9 ly. Và một tấm như thế này thì nó có chiều dài là 3 mét, quý vị. Chiều dài là 3 mét. Nó có hai khổ cố định 3 mét và 6 mét, quý vị nhé. Đấy. Thì trên mẫu của Nguyễn Khánh đây thì đang có chiều dài là 3 mét. Về sản phẩm này, ứng dụng cho công việc là ốp tường và ốp trần. Thì đối với lại ốp tường thì quý vị có thể là dùng cho ốp tường xây thô, chúng ta có thể ốp được tấm này luôn. Tường thô chúng ta có thể ốp trực tiếp tấm này lên được, quý vị nha. Hoặc là tường đã tô chát, hoặc là những tường nhà cũ, hoặc những căn nhà tiền chế. Thì trong thời gian vừa qua, 1-2 năm vừa qua đó, cái nhà tiền chế đó sử dụng sản phẩm này rất là nhiều. Rất là nhiều. Mình chưa nói là những căn nhà cũ, những căn nhà tiền chế sử dụng rất là nhiều. Bởi vì cái tính lợi, tiện lợi của nó. Thứ nhất, sản phẩm có độ thẩm mỹ cao. Cái thứ hai, sản phẩm có độ bền. Cái thứ ba là gì? Nó không bị mối mọt, không sợ nước, quý vị nhé. Và nó cũng hạn chế vấn đề co ngót, quý vị. Cho nên nó được ứng dụng rất là nhiều. Thì có nhiều khách hàng nói rằng là sản phẩm này có ốp được ngoài trời không? Thì thưa quý vị là đây là những sản phẩm không ốp được ngoài trời, quý vị nhé. Mà chỉ áp dụng ốp cho khu vực trong nhà, quý vị nhé. Trong nhà hoặc khu vực nào mà có mái che, không trực tiếp ở mưa nắng, quý vị nhé. Không trực tiếp mưa nắng thì là sử dụng cái tấm này thì tuyệt là vời, quý vị nhé. Còn đối với lại ứng dụng cho trần nhà thì chúng ta nên chọn những cái tấm nó có độ dày là 9 ly trở lên, quý vị nhé. Quý vị không nên chọn những cái tấm nó có độ dày là 6 ly để ốp trần. Bởi vì cái trần thì cái lực, nó lực gọi là lực, cái lực của cái tấm này nó sẽ nặng, thì nó sẽ có thể xảy ra trường hợp bị giống như là bị hơi có bị cong hoặc bị võng. Cho nên khi chúng ta làm trần nhà nên chọn sản phẩm có độ dày là 9 ly, quý vị nhé. Để nó đảm bảo cho quý vị là cái trần nó được đẹp và nó bền lâu dài, và nó không bị những cái lỗi kỹ thuật như bị võng, quý vị nhé. Đấy. Còn hàng 6 ly thì nó mỏng, nó có thể sẽ bị võng, quý vị nhé. Đấy. Thì đây là tất cả những cái mẫu, quý vị ạ. Cái mẫu của sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Thì hôm nay Nguyễn Khánh lên video chi tiết để cho quý vị tham khảo, quý vị nhé. Mẫu màu được, quý vị nhé. Đấy, mình lật từng thanh một. Đây là sản phẩm rất là nhiều màu luôn, quý vị nhé. Trong cùng một công ty nhưng rất là nhiều màu. Đấy. Rất là nhiều mẫu màu, quý vị nha. Thì sản phẩm này ngày hôm nay thì nhà máy sản xuất tại phía Bắc, quý vị nha, ở ngoài Bắc. Đấy. Nên là chúc mừng anh em nào ngoài Bắc mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm này. Đấy. Sản phẩm này thì hiện tại đang có giá là 256.000 cho 1 m², quý vị nha. 256.000 cho 1 m². Thì ở trong kênh của Nguyễn Khánh á, có rất là đa dạng các cái loại sản phẩm. Giá dao động từ 170.000 1 m² cho tới 380.000 1 m². Đấy, thì tùy theo cái giá sản phẩm, cái giá trị sản phẩm mà nó có chất lượng khác nhau. Thì trong cái quá trình bán hàng hay là giới thiệu sản phẩm đó, thì có rất nhiều khách hàng cũng đặt ra những cái câu hỏi so sánh về giá cả. Thì xin thưa với quý vị rằng, nếu như quý vị so sánh về giá thì quý vị phải so sánh trên cùng một chất lượng sản phẩm. Ví dụ bây giờ mình nói này, bây giờ cái sản phẩm này, quý vị này, cái sản phẩm này nó có ký hiệu là sản phẩm T đi. Sản phẩm T là tấm ốp đi. Thì quý vị phải so sánh sản phẩm T này
giữa cửa hàng A và cửa hàng B, cửa hàng nào bán rẻ hơn cùng thương hiệu sản phẩm này thì quý vị mua. Chứ quý vị không nên sử dụng cái sản phẩm T này lại so sánh với sản phẩm M của một thương hiệu khác. Thì như vậy chúng ta so sánh nó bị lệch nhau quý vị nhé. Đấy. Còn trên sản phẩm, trên thị trường nó có rất là nhiều sản phẩm quý vị nhé. Phải lưu ý rằng là rất nhiều sản phẩm. Và chúng ta nên sử dụng sản phẩm nào cho hợp lý, tùy theo nhu cầu, tùy theo công năng, tùy theo ứng dụng của mỗi công trình mà chúng ta lựa chọn làm sao những sản phẩm nó phù hợp. Về độ bền sản phẩm đó, thì tiêu chí nhà máy đưa ra nó có tuổi thọ lên đến 20 năm và 30 năm. Đấy là tiêu chí hay là cái chất lượng của nhà máy đưa ra. Còn thực tế mình sử dụng được bao nhiêu năm thì cái này mình chưa biết, mình khẳng định là chưa biết. Làm nghề thì đến nay là 7 năm. Và thực chất cái sản phẩm này trong thời gian 2 năm lại đây thì khách hàng sử dụng mới nhiều. Cho nên mình cũng chưa đủ thời gian để mà thẩm định nó có độ bền thực sự là đạt đến 20 năm hay không quý vị nhé. Đấy. Nhưng mình nghĩ rằng là lấy cái kinh nghiệm từ những cái trần nhựa ngày xưa. Những cái trần nhựa ngày xưa nó rất là mỏng quý vị nhé. Nó rất là mỏng. Chúng ta cần bóp nhẹ thôi là nó móp rồi, nó méo, nó bẹp rồi. Mà nó đã có tuổi thọ lên tới 20 năm. Thì mình nghĩ những sản phẩm này mà 20 năm thì là chuyện nhỏ quý vị nhé. Thừa sức 20 năm luôn quý vị nhé. Và mình cũng chỉ mong làm sao nó đạt tới 20 năm là cũng ok lắm quý vị. Sản phẩm này rất cứng quý vị nhé. Đối với sản phẩm này rất là cứng này quý vị nhé. Cứng lắm. Xài ok. Và đối với sản phẩm tấm nhựa này thì mình đã làm quá là nhiều video rồi. Và khách hàng đã ủng hộ mình rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả những quý vị khách hàng quý vị nhé. Thì đó, đây là một cái catalog nhựa mà mình nghĩ là nó rất là nhiều mẫu mã, rất là nhiều màu. Đấy. Thì sản phẩm này mình sẽ cung cấp ở khu vực phía Bắc quý vị nhé. Phía Bắc, bởi vì thực sự ra ở trong phía Nam đó thì cũng còn rất là nhiều các cái sản phẩm khác mà Nguyễn Khánh đã từng làm video. Thì đối với khách hàng ở phía Nam như là hoặc Tây Nguyên đó, thì nên sử dụng những sản phẩm ở trong khu vực phía Nam thôi, để cho nó hạn chế cái chi phí vận chuyển quý vị nhé. Đấy. Còn ví dụ như là quý vị nào ở miền Trung mà từ Nghệ An ra Hà Nội đó thì chúng ta sử dụng sản phẩm này cũng được. Hoặc là còn nhiều những sản phẩm khác thì quý vị hãy tham gia kênh YouTube của Nguyễn Khánh. Mình thường xuyên cập nhật những video hoặc là chia sẻ trên Zalo để cho quý vị tham khảo quý vị nhé. Thì đây là những sản phẩm mà những mẫu mã mình sẽ giao hàng ở khu vực phía Bắc được quý vị nhé. Đấy, mẫu mã đa dạng, đẹp, dày dặn quý vị nhé. Nói chung là về mức độ giá này thì mình nghĩ là mức độ giá hợp lý quý vị nhé. Giá hợp lý. Đấy. Sản phẩm dày dặn, sạch sẽ. Cái lớp phủ thì mức độ ở trung bình quý vị nhé. Sản phẩm rất là cứng quý vị nhé. Chắc chắn. Ok. Dòng này thì có thể là ốp tường được này, ốp trần được này quý vị nhé. Đó. Đó là tất cả những gì về sản phẩm video ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem video. Và ngoài ra đó thì Nguyễn Khánh còn cung cấp rất nhiều các cái tấm nhựa ốp tường. Nó có giá dao động từ 170.000 cho tới 380.000 quý vị nha. Thậm chí là còn có những cái sản phẩm tấm lam sóng như thế này. Và tấm đây, tấm lam sóng như thế này quý vị này. Những tấm lam sóng như thế này và những tấm phẳng cắt theo yêu cầu chiều dài của đơn hàng. Cho nên những quý vị nào mà sử dụng những sản phẩm mà cắt theo chiều dài yêu cầu thì vui lòng hãy kết bạn Zalo cũng như là hãy em theo dõi video. Mình sẽ chia sẻ thường xuyên để cho quý vị nắm bắt được. Và đối với những sản phẩm mà cắt theo chiều dài yêu cầu thì mình sẽ ưu tiên cho khách hàng ở khu vực phía Nam quý vị nhé, để cho nó đỡ cái kinh phí vận chuyển quý vị. Đấy. Thì đối với video ngày hôm nay thì có toàn bộ các cái phụ kiện đi kèm nữa quý vị nhé. Ví dụ như quý vị chọn màu này thì nó sẽ đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm theo cái màu này, để cho chúng ta trang trí như là phào cổ trần này, hay là chỉ trang trí này, hay là nẹp nối này, hay là len chân tường này, hay là các cái nẹp bo xung quanh góc cửa, cạnh cửa, góc cột, cạnh cột là đều có hết quý vị nhé.
Đó, đó là tất cả những cái video ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian để xem video của Nguyễn Khánh. Quý vị nhớ hãy cho Nguyễn Khánh xin một nút like và hãy chia sẻ video và cũng như là hãy theo dõi kênh để Nguyễn Khánh thường xuyên cập nhật những video cũng như sản phẩm mới để cho quý vị nắm bắt được. Nguyễn Khánh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.